Rồi, chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần số 2 của bài ha. Thì trong cái phần số 2 của bài này á, thì các bạn sẽ sử dụng cái chương trình Hashcard à, để các bạn thử, các bạn rắc bạch quật. Thì các bạn có thể lấy cái file ra ha. Mình sẽ đi xuống từ cái phần số 2. Thì đầu tiên là cái vị trí để mà các bạn download cái Hashcard đúng không ạ? Thì mình cứ lên Google các bạn search thôi. Hashcard download. Rồi, các bạn vào cái trang chủ của nó ha. Hashcard là một trong những cái chương trình có thể tận dụng được cái sức mạnh của các cái GPU để mà thực hiện các cái việc là rắc bạch quật. Thì các bạn sẽ download về cái file binary ha. Rồi, các bạn download về. Các bạn giải nén ra. Thì ở đây mình đã download rồi. Giống như vậy. Thì trong cái sổ này á thì các bạn thấy là máy của mình á, là có cái Hashcard 32 và Hashcard 64 bit đúng không ạ? Thì trước khi mình thử nghiệm dùng Hashcard á, thì đầu tiên là các bạn sẽ tìm hiểu một chút về các cái chasset của trong cái chương trình Hashcard. Và chasset tức là cái từ đặc biệt nó định danh một tập các loại chữ. Ví dụ như nó ở chỗ này nó ghi là chấm hỏi L, L tức nghĩa là lowercase, thì nó sẽ là bao gồm là các chữ viết thường. Chấm hỏi U, U tức nghĩa là upper case, tức nghĩa là các chữ nó viết hoa. Đúng không? D tức nghĩa là decimal, tức nghĩa là tập số nè. S tức nghĩa là symbol, là các ký tự đặc biệt. A tức là tất cả, nó sẽ bao gồm là gì? Chữ thường, chữ hoa, số ký tự đặc biệt. B tức là các ký tự binary. Nào. Thì đầu tiên là các bạn sẽ thử nghiệm coi là cái card đồ họa của cái máy tính của mình á, nó có khả năng gọi là nó chạy được với cái chương trình Hashcard hay không. Thì các bạn sẽ vào bên trong cái giao diện dòng lệnh của nó ha. Các bạn dùng cái câu lệnh là Hashcard 64.exe, các bạn có thể gõ là trừ trừ help xem sao. Rồi, các bạn sẽ thấy là nó ra gọi là rất là dài ha. Cái này thì như ai thích á, bạn nào thích á, thì tập trung các bạn xem nó kỹ hơn ha. Thì ở trong cái phần video này á, thì mình chỉ giới thiệu cho bạn sơ lược thôi. Thì bây giờ mình sẽ thử nghiệm coi là cái máy tính của mình á, thì liệu rằng có rắc được không. Thì bạn đưa vô cái biến trừ b, trừ b tức nghĩa là benchmark, benchmark tức nghĩa là kiểm cái cạc mà. Rồi. Ví dụ như ở đây là mình đang tối ưu hóa lại cái cạc của máy của mình nè. Ví dụ như là với cái cạc của máy mình có cái cạc là đồ họa là cạc đồ họa rời của máy mình ha. Nó là cái dòng Radeon WX 4310. Rồi. Thì ở đây nó có 10 micro central unit không ạ. Thì lúc mà đã bắn mắt thì nó thấy là nếu như á, là nó rắc cái MD5 nè thì nó sẽ rắc được là 26.000 2689 MHz. Rồi, nếu như SHA1 á, thì bạn thấy nó rớt xuống rồi đúng không ạ? Nó còn có độ 969 MHz thôi. SHA512 thì nó đang tính toán. Thì đặc điểm của cái chương trình Hashcard là nếu như các bạn có một cái máy bàn thật sự và cái máy bàn của các bạn có nhiều card đồ họa tốt, những card đồ họa mà chơi game á, thì các tác vụ này nó sẽ gọi là chạy nhanh lên đến mức độ gọi là rất là cao. Và lúc đó các bạn sẽ thấy rằng là một cái password mà các bạn đặt với cái loại ký tự mà nó không đủ phức tạp,
và thuật toán để lưu trữ của nó không có gọi là quá ư là bảo mật, thì cái password của bạn nó sẽ có thể nó bị lộ. Rồi thì trong tiếp tục ở đây thì mình sẽ thử rắc nó bằng một kiểu là gì, rắc nó bằng mặt nạ. Tất nhiên là mình có thể để nó rút phọt đúng không, nhưng mà nếu như các bạn có thể dùng kiểu mặt nạ, tức là các bạn ước lượng rằng là cái password mà các bạn rắc nó bao gồm là bao nhiêu chữ, bạn cho luôn số chữ của nó chỉ chạy đúng với những cái trường hợp đó thôi. Thì ở đây mình có một số mẫu password ha, ví dụ như ở đây mình ghi là Verity đó, mình đánh này mình đánh đại vô. Ví dụ như ở đây mình có thể tạo thêm một cái nữa đi, ví dụ như là 123321 đúng không ạ? Rồi calculate đi, mã bấm MD5. Ở đây mình ghi là dày ha, 123321 rồi xuất ra dày. Thì các bạn thấy là cái độ dài của nó thì nó sẽ không đúng lắm đúng không, bên đây nó 8 chữ đúng không, bên đây thì nó chỉ có là 6 chữ thôi, 6 chữ số thôi. Mà nếu như mình rắc theo kiểu này thì chắc chắn là cái này nó sẽ không rắc được đúng không ạ, bởi vì nó đang gì, nó chỉ là gì, nó chỉ là số đúng không? Trong khi định nghĩa L, L tức nghĩa là chữ mà chữ thường đúng không, mình ghi lại này đi, A B C và B C A. Đó, tính thêm một cái nữa. Rồi, ở đây mình ghi đây ha, cái mẫu là A B C và B C A. Rồi điền vậy đi. Thì bây giờ mình sẽ thử mình rồi rắc nó. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái file ở trong cái folder chứa là file test đúng không ạ? Này mình tạo ra cái file tên là file test. Ở trong cái file test này á thì mình sẽ chứa cái mã bấm. Mình cứ đơn giản mình copy từng cái vô. Đơn giản copy từng cái vào thôi. Đó. Nên là mình sẽ thử là rắc nguyên cái series này. Rồi. Tất nhiên nó sẽ có cái nó sẽ không rắc được đúng không ạ? Rồi, mình sẽ sử dụng cái câu lệnh này hashcat nè, -a3 -m0. Rồi như vậy a3 là gì, m0 là gì? Rồi, mình phải xem thôi.